Không biết những điều này trước khi ăn súp lơ, bạn sẽ hối hận. Dưới đây là những điều bạn cần biết trước khi ăn súp lơ. Nếu không, nó sẽ vô tình làm hại đến sức khỏe của bạn. Không cắt trước khi rửa. Súp lơ thường hay có những con sâu hoặc bọ nhỏ nằm lẫn ở bên trong. Vì vậy, không nên cắt nhỏ rau rồi mới rửa. Cần rửa trực tiếp dưới vòi nước. Hoặc cẩn thận hơn, bạn có thể ngâm chúng trong nước muối từ 5 đến 10 phút. Nếu có sâu bọ sẽ dễ dàng loại bỏ trong nước. Không nấu quá kỹ. Đối với súp lơ, bạn không nên nấu quá kỹ bởi sẽ làm mất nhiều chất dinh dưỡng của thực phẩm. Theo các chuyên gia, nếu chế biến súp lơ xanh ở nhiệt độ cao thì nhiều thành phần vitamin, đặc biệt là nhóm chất ngăn ngừa ung thư sẽ bị giảm hoặc mất hết tác dụng. Bà bầu không nên ăn nhiều. Ăn nhiều súp lơ khi mới mang thai có thể làm tăng nguy cơ bị sảy thai. Lý do là vì súp lơ có quá nhiều vitamin C, điều này sẽ không tốt cho bà bầu trong quá trình mang thai. Không ăn nhiều khi đau dạ dày. Súp lơ là loại rau có chứa nhiều chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó lại dễ sinh ra nhiều khí, gây đầy bụng khi ăn sống. Vì vậy, cách tốt nhất đối với người đau dạ dày là phải nấu chín súp lơ trước khi ăn. Bệnh nhân gút không nên ăn. Súp lơ chứa hàm lượng purin khá cao nên chúng có thể là tác nhân gây ra các triệu chứng liên quan đến gút.